Rất nhiều bệnh nhân, nhân viên bệnh viện và người nhà đã bất ngờ khi sáng 28 tháng 5 năm 2021, bệnh viện quận Tân Phú đột ngột bị tạm phong tỏa, tạm dừng nhận bệnh nhân. Sáng nay, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện quận Tân Phú tạm ngưng nhận bệnh nhân để rà soát công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo Sở Y tế, trước đó có 3 người có triệu chứng vào bệnh viện quận Tân Phú khám, 3 bệnh nhân được cách ly khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 3 người này nghi nhiễm COVID-19. Đáng chú ý, 3 ca nghi nhiễm mới này có liên quan đến Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng ở hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Sáng 28 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC thông báo, thành phố đã ghi nhận thêm 12 ca nghi nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 4 ca liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. 8 ca nghi nhiễm còn lại liên quan đến Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Như vậy, đến thời điểm này, chuỗi lây nhiễm và nghi nhiễm liên quan đến Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng đã là 45 ca ở 2 tỉnh thành. Trong đó 37 ca đã công bố chính thức, gồm 36 ca tại Thành phố Hồ Chí Minh và 1 ca tại Long An, 8 ca nghi nhiễm. 8 ca nghi nhiễm được công bố sáng 28 tháng 5, có 3 người tự khai báo là thành viên của Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. 4 trường hợp trong cùng một gia đình gần nhà mục sư của Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng đang ở trong khu phong tỏa. Một là con rể của mục sư ở tại quận Tân Phú. 4 ca nghi nhiễm vừa được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn vẫn chưa rõ nguồn lây, gồm 2 người là vợ chồng thai phụ 10 tuần tuổi ở chung cư Sen Xanh, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú được phát hiện khi đi khám, và 2 người là F1 gồm một bé trai 3 tuổi, con của hai vợ chồng, và một nữ đồng nghiệp làm việc chung với người vợ. Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực điều tra truy vết để cắt đứt chuỗi lây nhiễm cũng như đánh giá tìm nguồn lây nhiễm. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.